Cái khu vực em đang đứng này các bác ạ, thì quan sát thì thấy rất là nhiều con ong bay đi bay lại các bác, đi kiếm ăn rất là nhiều luôn, ong vò vé và ong chân vàng, cả ong cắt lá các bác nhé. Khu vực này thì trước thì đầu mùa thì anh em với anh Quyến có đi tìm, nhưng mà tìm thì cũng được phần nào thôi các bác ạ. Hôm nay hôm qua và hôm nay đi lại vẫn còn thấy vài tổ nữa các bác nhé. Sau khi nhòm các bác thì em lại phát hiện tiếp một cái tổ ong vò vé ở đây và một tổ trên kia nhé các bác nhé, cách tầm 500 m các bác ạ, hay 600 m thì đấy, khá là xa luôn. Trên cái ngọn cây chỗ em chỉ tay này các bác này, đấy chỗ khe đá này, khe này, khe hai cái quả núi thành khe lắng khe đây này các bác này, quá là xa luôn, đi ăn khá là nhiều các bác ạ. Nên mình quyết định thờ mò lên xem tổ nó thế nào các bác nhé, mà đi ăn mà. Rồi bây giờ em đã lên đến cái tổ ong các bác ạ, thì bây giờ em sẽ chặt hạ cái cành này xuống để cắt thôi các bác nhé. Tổ thì cũng bình thường thôi các bác, bằng cái mũ cối thôi. Đây các bác, em vừa mới hạ xuống đây, nó làm bám vào nhiều cành quá bị vớ vối vỏ tổ thôi các bác nhé. Em sẽ tỉa toát hết cành đi và sẽ treo lại, đợi một lúc khoảng 20 phút là con ong nó đậu vào để túm thôi. Đây các bác, em vừa mới treo xong đây, bây giờ em chỉ chờ con mẹ nó bâu vào thôi. Cái tổ ong đã ổn định các bác nhé, em sẽ túm đây. Rồi, ok các bác nhá. Được khá là nhiều quân đấy các bác ạ. Thế là em đã buộc xong các bác ạ. Giờ em sẽ di chuyển xuống cái tổ bên dưới nhé các bác nhé. Tổ bên dưới mà lúc đầu em chỉ cho các bác cùng xem ấy. Tổ này là tổ chân vàng các bác nhé. Còn bé lắm, tầm cân nhận rồi nhưng mà em chưa bắt đâu. Để đây đó các bác ạ. Hôm nào thì tầm vào tháng 9 thì xuống bắt. Hôm nay thấy khá là nhiều ong chân vàng này các bác ạ. Bác có thể xem quân ở đây này, à cái tổ ở đây này. Thôi, giờ em sẽ xuống cắt nốt cái tổ ong vỏ vé ở dưới kia các bác ạ. Đây các bác, em xuống cắt nốt cái tổ mà hôm qua thì mang không đủ cái túi lưới ấy, các bác ạ. Giờ em cắt nốt cái tổ này để về thôi các bạn, nắng nóng quá rồi. Đây bác nhá. Ông đã bắt đầu xuống vào tổ rồi các bác này. Em vừa mới treo xong nhé, ông bắt đầu bâu rồi. Tổ này ở thấp thì rất là nhanh các bác ạ.
rồi em sẽ chờ lúc nào nó yên ổn thì mới bắt nhé các bác nhé. Tổ ong khá là yên ổn rồi các bác ạ. Em sẽ túm đây. Được rất là nhiều quân này các bác này. Thế là ok rồi các bác nhé. Bác em vừa mới về đến nhà thì thành quả hôm nay của em là được 2 tổ thôi các bác. Còn những cái tổ bé bé thì em không có bắt đâu các bác. Giờ em sẽ mang lên vườn để treo đây. Giờ em bắt đầu treo các bác nhé. Treo này thì em cũng treo suốt rồi các bác ạ. Các bác cũng không còn lạ gì nữa. Thế là đã xong một tổ các bác nhé. Tổ tiếp theo các bác ạ. Thế là xong nha các bác nhé. Rồi video em đến đây là kết thúc các bác. Xem video nhớ đăng ký và coi ủng hộ em nha.